Xin chào tất cả các bạn. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ lanh tô và ô vuông bằng một công cụ của phần mềm Kekoshop. Thì đối với công cụ vẽ lanh tô và ô vuông này, khi mà các bạn bố trí lanh tô hoặc là ô vuông ở trên mặt bằng kiến trúc của các bạn thì chúng ta sẽ xuất ra được một cái mặt cắt, và bên trong cái mặt cắt thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta cách bố trí thép của cái lanh tô và ô vuông đó. Và một cái điều rất là hay, tức là nó sẽ thống kê luôn cho chúng ta là tất cả các loại cốt thép được sử dụng trong lanh tô và ô vuông đó. Các bạn có thể download cái phần mềm Kekoshop này, cũng như là video hướng dẫn cài đặt phần mềm Kekoshop theo cái đường link ở phía bên dưới mô tả của video này. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái bản vẽ này để mình hướng dẫn các bạn. Đầu tiên là mình sẽ đi vẽ lanh tô trước. Ở trong cái phần mềm Kekoshop này, và đây là cái công cụ để vẽ lanh tô. Thì cái công cụ này nó hoàn toàn miễn phí. Đấy, các bạn nhấn vào vẽ lanh tô thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái bảng như thế này. Các bạn cũng có thể sử dụng lệnh AT để mở cái bảng lên. Đó. Thì ở đây đầu tiên là mình sẽ vẽ lanh tô trước. Nhấn vào phần lanh tô. Phần ở trong phần kích thước phần B, tức là bề rộng của tường, thì mình đặt là 220. Độ dài đoạn kê lên tường, tức là hai cái gối của hai bên này, nó sẽ có độ dài là 150 mm. Bây giờ thì mình sẽ vẽ lanh tô. Nhìn vào vẽ, chọn cái cửa mà các bạn muốn đặt lanh tô. Đó. Các bạn lưu ý cho mình là nếu như cái cửa của các bạn mà nó có cái chiều rộng giống nhau thì các bạn có thể copy từ cái cửa có cùng chiều rộng sang. Rồi trong mặt bằng này thì còn một cái lanh tô của cái vách kính này nữa. Rồi tiếp theo là đến phần vẽ ô vuông. Mình sẽ chọn xuống phần ô vuông. Và trong phần kích thước này, chiều rộng của tường, bề rộng của tường thì mình vẫn đặt là 220 mm. T tức là cái độ dày của cái ô vuông, thì ở đây mình đặt là 80, ví dụ thế. L1 là cái khoảng cách từ mép lanh tô vào trong đến vào trong cái tường này là 600. Rồi độ dài đoạn kê lên tường vẫn là 150. Và mình sẽ nhấn vào vẽ. Đó. Nếu như mà ba cái cửa sổ này có chiều rộng giống nhau thì các bạn có thể copy lanh tô này đặt vào những cửa sổ khác. Ok, như vậy là mình vẽ xong phần bố trí lanh tô và ô vuông ở trên cái mặt bằng kiến trúc này. Bây giờ thì mình sẽ nhấn vào thống kê. Thống kê, hoặc là các bạn cũng có thể nhập cái lệnh có tên là ATK. Enter. Sau đó các bạn chọn toàn bộ cái bản vẽ kiến trúc này. Đó. Sau đó ở đây nó sẽ cho chúng ta là chọn điểm chèn bảng thống kê. Đây, mình sẽ đặt nó bên này. Rồi. Đó. Thì như bạn thấy là đối với cái lanh tô mà có chiều rộng là 1.200 mm. Đây. Đó thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta tên của cái lanh tô ở trên cái lanh tô này luôn. 1.200 mm, thì sau khi thống kê nó sẽ cho chúng ta cái độ dài của cái lanh tô này là 1.500 mm tính cả hai bên gối lên tường. Và nó sẽ bố trí thép cho chúng ta. Ở đây thì nó sẽ sử dụng là 2 phi 8. Và thép cấu tạo thì nó sẽ là phi 6 A150. Đây là chiều rộng
bề rộng của tường, đây là chiều cao của Clanto tô đó. Còn đây là ô vuông, chiều dài của cửa sổ, chiều rộng của cái cửa sổ là 2.400 mm, nên là cái lanh tô của mình nó sẽ cái ô vuông của mình nó sẽ có tổng chiều dài là 2.700 mm, tính cả hai phần gối lên tường và bố trí thép luôn. Đó, rất là tiện. Và cái điều quan trọng nhất là nó sẽ thống kê chúng ta cốt thép của tất cả những lanh tô và ô vuông này. Đó. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách vẽ lanh tô và ô vuông bằng công cụ vẽ lanh tô trong phần mềm Kego Shop. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.